What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi review sơ qua hai em chuột của nhà Chắc Sắc. Thì con này nó cũng đã có ra mắt rất là nhiều các cái mẫu phím chuột rồi. Mình thì cũng rất ít khi làm về chuột tại vì mình không có chuyên về chơi các cái game FPS, cho nên là mình cũng không có làm chuột nhiều. Mình sẽ làm con này tại vì con này nó không phải là chuyên về game mà nó chủ yếu là để tác vụ những cái game nhẹ nhàng thôi, chứ không phải là game FPS cũng như là chủ yếu là để làm văn phòng thì rất là ok. Rồi để xem thử con chuột này nó có cái gì đặc biệt nha. Let's go. Đầu tiên thì như các bạn thấy về cái vỏ hộp của hai con chuột này nó cũng giống nhau y chang. Khác một xíu thôi, đó là nó sẽ có cái mã là X2 Pro, con này thì X2 thường. Và cái độ dày của nó sẽ dày hơn một xíu thôi. Chứ còn nói chung về cái bề ngang, bề dọc thì nó cũng khá là như nhau thôi. Không gì hết. Mình sẽ bóc hộp cái con bản thường trước nha. Ngày xưa thì chỉ có các con bản thường thôi, thì mình chưa có review. Bây giờ có ra bản Pro thì mình sẽ review luôn một lúc hai con. Đây, nó sẽ có thêm một cái dây cáp. Ở phía bên trong là sẽ có em chuột. Đây, đó. Phiên bản thường thì mình sẽ là con màu đen, còn phiên bản Pro thì nó sẽ là con màu trắng nhé. Trong này nó còn có cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng nữa. Và cái cuốn này thì như mọi lần mình đều khuyên các bạn là nên giữ lại, tại vì nó sẽ có rất là nhiều chức năng mà chúng ta phải đọc cuốn sách hướng dẫn sử dụng này thì chúng ta mới biết cách sử dụng được. Đó, rất là nhiều. Ok, về con bản thường thì chúng ta thấy là nó sẽ có thiết kế kiểu trong suốt. Đó, cái mã chuột X2 ở trong này luôn. Đây chính là cái cục pin ấy, nhưng mà nó sẽ có một cái miếng sticker dán lên, tạo một cảm giác khá là hay ho. Nó có ghi chữ này, transparent, đó, màu X2 đấy, khá là đẹp. Ở dưới này chúng ta sẽ có cái logo Chắc Sắc ở đây. Về cái tổng quan ngay bên đầu mình cầm lên thì nó cái kiểu trong suốt này thì nó cũng khá là thịnh hành rồi. Và cái thiết kế của chuột sẽ là thiết kế đối xứng, tức là hai bên nó sẽ bằng nhau và không có lồi lõm ra. Và với cái thiết kế như thế này thì nó sẽ phù hợp với cả tay trái hoặc tay phải đồng đều rất là thuận. Và cái chiều dài của nó thì cũng cục dạng chiều dài trung bình. Đó. Không quá dài cũng không quá ngắn. Đấy. Và đối với cái tay của mình dài như thế này thì mình cầm vẫn khá là ok. Tuy nhiên thì với cái kiểu cầm mình cầm đó là kiểu cầm claw thôi. Tức là chỉ cần những ngón tay chạm trên chuột thôi. Thì con chuột này hơi dài so với lại tay của mình. Mình thích cầm cái kiểu những cái con chuột nó nhỏ gọn hơn một xíu. Con chuột này thì dành cho những người là thích kiểu cầm palm, tức là để thả lỏng toàn bộ bàn tay lên trên con chuột luôn, áp vào mu luôn đó. Đó. Về cái nút bấm của nó, hai nút bấm trái phải thì sẽ là hai nút silent, tức là mình bấm nó sẽ không có tiếng, đó. Hầu như không có tiếng luôn. Đây là cái con dạng bình thường nha. Đấy, đây là cái con dạng silent. Đấy, tiếng của nó sẽ được giảm đi rất là nhiều, phù hợp với những bạn nào mà chơi trong môi trường mà cần có sự yên tĩnh. Đó, đặc biệt là ban đêm đấy. Chúng ta vẫn sẽ có hai cái nút back và forward ở phía bên hông, bên tay trái này. Đó. Hai nút này thì vẫn là hai nút nghe tiếng click key bình thường nhé. Ở đây chúng ta sẽ có một cái họa tiết vân, sức phay ở đây. Đó, để chúng ta cầm chuột nó sẽ không có bị trơn. Và cái này mình nghĩ là nó sẽ làm hơi nhỏ. Có lẽ là do ngón tay của mình nó to cho nên là cầm vào nó sẽ hơi nhỏ. Rất dễ bị cầm nhầm. Bên này chúng ta cũng sẽ có họa tiết sức phay luôn ở phía bên tay phải. Về cái con này thì mình thấy tổng thể bên ngoài nó thiết kế khá là thời thượng. Theo cái kiểu trên cái trên mà trên trong suốt bây giờ đấy. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có cổng Type-C. Cổng này chúng ta có thể dùng để kết nối hoặc là chúng ta có thể dùng để sạc. Ở phía dưới đáy thì chúng ta sẽ có logo sticker của hãng ở đây. Một nút này là để chỉnh LED, chỉnh check chế độ đèn LED. Một nút này để chuyển giữa ba chế độ. Đó là 2.4G, Bluetooth. Và dùng dây là chúng ta bật off là sẽ chuyển sang dùng dây. Đây chúng ta sẽ có một cái khay để đựng USB receiver. Đó, để mình thử bật lên cho các bạn xem nhé. Khi chúng ta bật lên thì sẽ có một cái dải LED. Cái dải LED này thực ra đây là một cái những cái miếng nhựa, nó nhựa đục để nó tản LED thôi. Nhìn rất là đẹp, những kiểu hơi cyberpunk một xíu. Kết hợp với cái kiểu chuột trong suốt nữa thì nhìn nó thực sự rất là tương lai luôn. Chúng ta sẽ thử chuyển chế độ LED nha. Đó, khi chuyển chế độ LED thì chúng ta sẽ thấy LED nó rất là đẹp.
Đây là mình đang để đèn ở trong phòng khá là sáng, cho nên là chúng ta nhìn led nó không được rõ lắm. Chứ còn nếu như mà để tắt hết điện đi thì thực sự là led con này nó rất là đẹp. Chúng ta vẫn sẽ có một cái nút DPI ở giữa đây và cái con lăn. Con lăn này thì mình đánh giá không được cao cho lắm, tại vì mình lăn thì nó có cảm giác nó trơn trơn chứ nó không có thực sự có khắc rõ ràng như những con lăn khác. Tuy nhiên thì với một con chuột 3 móc như thế này cũng là ok rồi. Led đẹp. Đây, và nó sẽ có rất là nhiều chế độ led luôn. Để mình thử cho các bạn xem nha. Đấy. Chúng ta cứ mỗi lần nhấn là nó sẽ đủ chế độ led thôi. Dây được tặng kèm thì sẽ là một cái dây nhựa bình thường thôi, đầu Type-C. Dây này vẫn có cái cục chống nhiễu, tuy nhiên thì nó không phải là dây dù. Còn bản thường thì nó sẽ như vậy rồi, nó sẽ sang cái gạn Pro luôn nha. Đây, Type Pro, gạn Pro này thì mình sẽ là màu trắng. Đây, ngay khi mở hộp ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái đắp. Nhìn rất là xịn sò. Cầm lên rất là nặng tay nha. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có em chuột. Đây, em chuột này sẽ là phiên bản màu trắng. Màu trắng của nó sẽ hoàn toàn trong suốt luôn, nhìn rất là đẹp. Chúng ta sẽ có thêm một cái dây. Đó. Dây này cũng sẽ là dây màu trắng đi kèm theo luôn. Và tất nhiên là sẽ có thêm cuốn sách hướng dẫn sử dụng nữa. Ok, vậy thì con phiên bản Pro nó khác ở chỗ nào? Đây. Thì như các bạn xem này, về kích thước và hình dáng bên ngoài thì nó sẽ y chang như nhau luôn, không khác gì hết. Y chang về kích thước, hình dáng đèn đóm là y chang nhau luôn. Đó, có điều con màu trắng thì phiên bản thường thì nó cũng giống như vậy thôi. Vẫn sẽ có cái sticker trên parent mouse ở đây, X2 đó. Riêng về cái logo thì nó sẽ được đẩy nhỏ hơn một xíu và dưới này nó sẽ chèn thêm một cái đèn LED để thông báo hiển thị phần trăm pin. Như con này thì không có nhé, bản Pro thì mới có. Đấy, chúng ta sẽ thử bật lên. Cái này, cái bản Pro của nó thì cái khay để đựng cái USB receiver thì nó sẽ nằm ở dưới thông qua một cái nắp như thế này. Đó, nó sẽ có thêm một cái nắp. Và chúng ta sẽ nhìn thấy có hai cái chấu ở đây. Chấu này giờ dùng để sạc các bạn ạ. Tí nữa mình sẽ review luôn cái dock sạc của em này. Ở phía trên này thì chúng ta vẫn sẽ có cái cần gạt để chuyển sang giữa ba chế độ Bluetooth hoặc là dùng dây hoặc là 2.4. Vẫn sẽ có một cái nút để điều chỉnh led ở đây. Về cái switch thì nó vẫn sẽ là switch chống ồn y chang như con kia. Nói chung về cái cấu hình thì nó hầu như không có gì thay đổi. À, chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ có một cái đèn LED hiển thị phần trăm pin rất là sáng. Về cái con trong suốt, có một phiên bản màu trắng này thì cái cây của nó sẽ là màu trong suốt hoàn toàn. Và chúng ta sẽ thấy rõ được hơn cái LED của nó. Nói chung là nó sẽ còn tùy vào cái sở thích của mỗi người. Đây, đó. Còn màu trong suốt thì LED nó sẽ sáng hơn thôi. Chứ còn về cái cấu hình thì nó không có khác gì hết. Tất nhiên thì màu trắng thì nó sẽ nhăn dơ hơn là màu đen rồi. Và cái con phiên bản Pro này thì nó sẽ được tặng kèm thêm một cái dock để mình cắm cái dock vô luôn nha. Cái dock này thì cũng sẽ có trang bị một cái cổng Type-C và chúng ta sẽ dùng luôn cái dây của nó đi kèm. Đấy, như các bạn thấy thì sau khi cắm cái dock vào thì chúng ta sẽ thấy một cái dải đèn LED RGB nằm ở phía dưới. Cũng rất là sáng luôn, cực kỳ đẹp. Cái dock này mình để trên bàn để trang trí thôi thì cũng đã thấy khá là hấp dẫn rồi. Và chúng ta thấy rõ được cái chấu sạc ở đây. Nếu như mà con bản thường không có thì con Pro nó sẽ có thêm một cái hai cái chấu sạc ở đây để mình chúng ta có thể gác con chuột lên trên cái dock sạc này. Chúng ta để lên thì cái dock sạc nó sẽ không còn chạy led nữa mà nó chuyển sang cái kiểu như là đang sạc vậy. Đây. Và cái phần trăm pin của nó cũng sẽ nhảy theo thời gian thực luôn. Đây, mình thấy sạc cũng khá là nhanh, chứng tỏ cái dock này nó cũng hỗ trợ sạc cho con chuột cực kỳ tốt. Phần trăm pin nhảy lên rất là nhanh. Với một con chuột không dây thì mình nghĩ cái dock sạc này nó cũng khá là thuận tiện. Vì nếu như mà ban đêm chúng ta sử dụng thì chúng ta không cần phải mò mẫm mà cắm cái dây Type-C vào đây nữa. Mà chúng ta chỉ cần gác con chuột lên như thế này thôi là nó sẽ tự động sạc luôn. Khá là tiện. Và đồng thời là cái dock sạc này nó cũng rất là đẹp nữa. Chúng ta còn có thể chỉnh được luôn cả cái hệ thống đèn LED nha. Đấy, nó cũng sẽ có rất là nhiều các cái chế độ đèn LED khác nhau. Đó. Ngay cả dock sạc mà chúng ta cũng có thể chỉnh LED được luôn, rất là đẹp. Về cái LED này thì mình nghĩ nó đủ sáng để chúng ta có thể trang trí ở trên bàn.
cộng với lại thêm một con chuột phiên bản Pro như này thì quá là đỉnh của chóp luôn. Về phiên bản Pro thì nó cũng có sẽ có màu đen như thế này nhé, cũng có phiên bản màu đen của dock như này luôn. Và ngoài ra cái dock này nó còn có một cái công dụng mà rất là hay nữa, mà mình nghĩ là nó là một cái công dụng cực kỳ quan trọng đối với một cái dock. Đó chính là nó sẽ có kèm thêm một cái cổng, chúng ta có thể cắm cái USB receiver của chuột vào đây và chúng ta sẽ đưa cái dock này tới gần con chuột hơn. Như vậy là khi chúng ta sử dụng 2.4G thì cái độ trễ cũng như là cái việc bị delay do vật cản hay là những cái độ nhiễu từ các cái môi trường thì nó sẽ được hạn chế tối đa. Thường là chúng ta sẽ để dock ở ngay phía trên chuột như thế này và chúng ta sẽ sử dụng chuột như thế này. Thì nó sẽ được hai cái lợi, đầu tiên là độ trễ rất là thấp, thứ hai là chúng ta sẽ không có bị vướng dây rườm ra. Khi nào hết pin thì chúng ta chỉ cần gác lên đây thôi. Và cái dock này nó cũng cực kỳ giá trị ở cái chỗ đó. Vì vậy nếu mà các bạn thấy cái việc chênh lệch khoảng tầm 100.000 thì theo mình nghĩ là chúng ta nên đầu tư luôn cái phiên bản Pro như thế này, thì chúng ta có thể có thêm một cái dock khá là tiện dụng. Vậy thì hai con này nó sẽ cấu hình như thế nào? Hai con cấu hình nó sẽ y chang nhau, cũng đều sử dụng một cái mắt dock mà mình nghĩ nó cũng thuộc dạng trung bình thôi chứ không phải ngon đâu. Mắt dock này thì chỉ phục vụ chủ yếu những cái game nhẹ nhàng hoặc là dùng để tác vụ văn phòng thôi. Và cái mắt dock này có cho DPI tối đa lên khoảng tầm hơn 4.000. Và có một cái điểm đáng tiếc nữa là cái con này không có hỗ trợ phần mềm, cho nên là chúng ta không thể tùy chỉnh được macro của nút cũng như là không thể thay đổi được các cái chế độ đèn LED thông qua phần mềm nhé. Chúng ta chỉ có thể bấm nút thôi. Ok, về cái cách kết nối thì như các bạn biết rồi đấy, chúng ta sẽ chuyển từ 2.4G thì chúng ta sẽ dùng cái USB receiver đây. Còn nếu như chúng ta dùng Bluetooth thì sao? Đây, cái này mới là quan trọng này. Khi mà chúng ta gạt sang Bluetooth, nếu mà cái thiết bị, cái con chuột này đã được kết nối với một thiết bị trước đó, thì nó sẽ chớp chậm. Còn nếu mà chưa kết nối thì nó sẽ chớp nhanh như thế này. Cho nên là nhiều khi là mình test á, thì mình sẽ kết nối thử để mình test. Và sau đó thì chúng ta mua về, chúng ta phải nhả cái kết nối cũ ra. Thì chúng ta phải giữ một lúc 3 nút nha, 2 nút trái phải và 1 nút ở giữa nữa để nó nhả ra. Đây. Đó, giữ một lúc 3 nút. Giữ đến khi nào mà nó chớp nhanh như này. Chúng ta có thể mở thiết bị của chúng ta và chúng ta tìm Bluetooth sẽ tìm thấy con chuột này. Đấy là cái lưu ý khi kết nối. Còn không thì chúng ta chỉ cần chuyển sang off để dùng dây, cắm dây vô xài bình thường. Và chuyển sang 2.4 để dùng USB receiver. Thế thôi, khá là đơn giản. Về cái cảm giác cầm nắm thì cái này nó cũng tùy người thôi. Tuy nhiên thì như mình thì mình cầm không có quen lắm. Mình thích cái kiểu chuột nhỏ nhắn hơn một xíu. Cái này thì có lẽ dành cho những bạn nào tay to hơn. Và cũng như là thích cái kiểu cầm palm, tức là cái kiểu thả nguyên cái bàn tay xuống vô chuột như thế này. Con chuột này thì cái trọng lượng của nó sẽ khá là nặng hơn với những cái con chuột không dây bình thường, tại vì nó sẽ gắn cục pin lớn hơn một xíu. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn xài mà bật led sáng liên tục như thế này thì pin nó sẽ hao khá là nhanh, cho nên là chúng ta phải lưu ý, nếu mà chúng ta cần một cái thời lượng pin tốt hơn thì chúng ta tốt nhất nên tắt led đi. Tắt led thì các bạn chỉ cần giữ cái nút led này một lúc là nó sẽ tự động tắt led nhé. Giữ cái nút này giữ im. Đó, giữ im khoảng tầm 3 giây là nó sẽ tắt led. Ok, như vậy là mình đã đi review sơ qua cho anh em hai con chuột X2 và X2 Pro. Thì anh em nghĩ sao về hai con chuột này? Nếu mà anh em có thắc mắc gì thì cứ comment ở trong phần bình luận nhé. Còn nếu mà anh em cần tìm hiểu về giá bán cũng như các cái thông số chi tiết thì có thể vào trong link trong cái phần mô tả của video. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share, ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Bye bye! We'll be right back.